Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 30, đề bài như sau. Thí nghiệm tìm hiểu về thành phần và tính chất của xương. Thứ nhất, lấy một xương đùi ếch trưởng thành ngâm trong cốc đựng dung dịch axit chlorhyric 10% hình 8.6. Sau 10 đến 15 phút, lấy ra, thử uống xem xương còn cứng hay mềm. Thứ hai, đốt một xương đùi ếch khác hoặc là một mẩu xương bất kỳ trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi xương không cháy nữa, không còn thấy khói bay lên. Bóp nhẹ phần xương đã đốt, em có nhận xét gì? Hình 8.7. Và thứ ba, từ các thí nghiệm nêu trên, có thể rút ra kết luận gì về thành phần và tính chất của xương? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy tiến hành thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn có trong sách giáo khoa trang 30. Sau đó thì quan sát hiện tượng và kết quả của thí nghiệm để đưa ra những nhận xét và kết luận về thành phần và tính chất của xương. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Thứ nhất là sau khi bỏ vào dung dịch axit chlorhyric 10% thì nhận thấy xương sẽ mềm, có thể uốn cong do trong xương chỉ còn chất cốt dao hay là chất hữu cơ. Thứ hai, khi bóp phần xương đã đốt, ta sẽ thấy xương bở ra bởi vì trong xương chỉ còn lại các chất vô cơ. Thứ ba, từ các thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận rằng xương được cấu tạo từ chất hữu cơ hay còn gọi là cốt dao và các chất vô cơ hay còn gọi là các chất khoáng và chủ yếu ở đây là canxi. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 30.